Xin chào tất cả các bạn. Tối hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong một chủ đề, đó là đừng có bắt buộc con mình trở thành bản sao của người khác, của con nhà người ta. Có lẽ là đây là một cái chủ đề nó cũng khá, không phải là mới mẻ lắm, nhưng nó vẫn luôn luôn là một cái vấn đề mà lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp đi gặp lại rất nhiều lần, và chúng ta sẽ gặp thường xuyên trong những năm tiếp theo nữa. Không biết rằng là các bạn đang theo dõi ở trên màn hình thì có nghe được rõ hay không? Nếu mà các bạn nghe được rõ thì xin vui lòng cho phản hồi, để chúng tôi, nếu nghe không được tốt lắm thì xin vui lòng cho phản hồi để chúng ta biết. Xin chào bạn Diễm Thúy. Thế thì trong những ngày cuối tháng 4 này, nhiệt độ của Sài Gòn chúng ta đang khá là nóng, ở ngoài trời thì khoảng 43 độ. Nếu mà giữa trưa. Và bên cạnh cái không khí nóng đó, nó lại còn thêm nóng hơn nữa khi cái thời điểm cuối tháng 4 này là thời điểm mà có những cuộc thi dồn dập xảy ra, dồn dập liên tiếp. Bắt đầu từ ngày mai thì các trường bước vào kỳ thi học kỳ 2. Rồi sau kỳ thi học kỳ 2 xong thì các bạn lớp 9 lại phải trải qua một cái kỳ thi chuyển cấp khá là căng thẳng. Không biết ở những tỉnh thành khác như thế nào, nhưng mà ở Sài Gòn thì chỉ có khoảng chừng 70% học sinh được vào trường công lập. Có nghĩa là khoảng 30% học sinh sẽ phải đi chọn cho mình cái môi trường khác, trường tư, trường quốc tế, hoặc là trung tâm hướng nghiệp, hoặc là chọn vào trường nghề. Cái con số mà khoảng 30% đó thì xấp xỉ khoảng 20 mấy ngàn trong một cái bữa như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy một điều nữa là cùng với cái thời điểm mà tháng 4 này thì các bạn lớp 12 đang phải căng thẳng để làm cái bộ hồ sơ xét nguyện vọng thi đại học. Rồi tiếp theo tới ngày 24 tháng 6 thì các bạn lớp 12 sẽ bước vào thi đại học. Như vậy ta thấy rằng là năm nào cũng thế, cứ tới tháng 4 này thì không khí nóng lên. Và bắt đầu khi không khí nóng lên như vậy thì có rất nhiều những cái vấn đề xảy ra. Đó là cái vấn đề mà bố mẹ muốn rằng con phải thi vào trường này, con phải thi vào trường kia để bằng với bạn A, bằng với con của bác B, bằng với con của thím C. Và bố mẹ không hề bận tâm rằng bản thân con của mình có thực sự như thế nào. Mà bố mẹ chỉ quan tâm rằng là con của mình phải giống như ai đó mà mình đã chọn để làm thần tượng. Thực ra cái câu chuyện này tối nay tôi lại nói về cái đề tài này nữa, bởi vì cách đây 3 ngày tôi gặp một em học sinh lớp 12 và em đó nói với tôi rằng con đang gặp một cái vấn đề cực kỳ khó khăn. Đó là không, bố mẹ con thì muốn rằng con phải tiếp tục sự nghiệp của bố mẹ. Bố mẹ bạn đó là hai bác sĩ khá là giỏi của hai bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh này. Nhưng bản thân bạn đó biết chắc rằng bạn đó không đủ năng lực để thi vào trường đại học y. Mà bên cạnh đó thì bạn đó chỉ muốn thi vào một cái trường tài chính marketing, đại học tài chính marketing. Bởi vì bạn đó ước muốn, đam mê được làm cái nghề marketing. Nhưng bạn đã nói rằng là bố mẹ con không chấp nhận cho con được làm hồ sơ thi đại học marketing. Bởi vì sao? Bởi vì bố mẹ con nói rằng con của các đồng nghiệp của bố mẹ, con của những cô chú mà trong bệnh viện, con của những người bạn của bố mẹ con, xin chào bạn Trúc Sâm, thì chọn thi y dược thành phố Hồ Chí Minh, thi y Phạm Ngọc Thạch, hoặc là y Cần Thơ, y Đắk Lắk. Vậy thì không có cớ gì con là con của bố mẹ mà bố mẹ lại là những bác sĩ giỏi, con không thể thi, không thi đại học y được. Rồi bên cạnh đó nữa thì một bạn học sinh khác cũng nói chuyện với tôi, nói rằng là bố mẹ của bạn luôn luôn mang những gương sáng ở trên mạng, những gương của bạn A học sinh nghèo vượt khó, gương của bạn B nỗ lực học tập đạt được học bổng 5-6 tỷ, gương của bạn C là được các đại học ở top 10
của Mỹ mời vào trường đại học. Và bố mẹ nói với bạn đó rằng, nhìn đi, con người ta không có điều kiện bằng mình, con người ta khó khăn như thế mà vẫn đạt được như vậy, tại sao con không thể làm được điều đó? Trong khi đó, thực chất mà nói thì cái bạn học sinh mà than thở với tôi đó, bạn đó nói rằng là thứ nhất con biết rằng là con không đủ khả năng để vào những trường top 10 của Mỹ, ví dụ như Harvard, giống như MIT hoặc đại học Princeton chẳng hạn như vậy. Và con chỉ có thể đi học ở một cái trường cao đẳng cộng đồng của Mỹ và sau đó con sẽ tiếp tục đi học lên đại học nhưng mà ở một cái trường bình thường thôi, có thể trường đó không hề có danh tiếng. Như vậy tôi thấy rằng là gì? Ở đây đang có cái sự đối chọi giữa cái nhu cầu nguyện vọng của bố mẹ với cái khả năng thực tế của con em mình. Bố mẹ thì luôn luôn muốn rằng là xin chào thầy Dũng. Bố mẹ thì luôn luôn muốn rằng là con của tôi phải là một ngôi sao, con của tôi phải không thể thua kém ai bởi vì tôi rất tốt và con của tôi ít nhất cũng phải giống như cái thần tượng ABCD nào đó mà tôi đã từng thấy. Và thậm chí có cả những bố mẹ nói rằng là con phải giống y như bạn đó, con phải cố gắng vượt qua được những vấn đề như bạn đó, con phải học được như bạn đó, con phải làm được như bạn đó. Và vô tình các bố mẹ đang bật lên cái đầu của đứa con mình một cái gánh nặng ngàn cân. Và có những bạn cách đây hơn một tuần thì đã có một cái sự việc đau lòng xảy ra, một bạn học sinh lớp 9 đã bỏ nhà ra đi bởi vì bố mẹ bạn đó bắt buộc bạn đó phải thi vào trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia. Bố mẹ bạn đó bắt bạn đó đi học từ năm năm lớp 6, đi học thêm từ sáng cho đến tối, đi học thêm, đi học thậm chí không hề có ngày nghỉ luôn. Để làm gì? Để bạn đó phải vào được trường đại học trường phổ thông năng khiếu quốc gia, cùng đại học khoa học tự nhiên. Bởi vì không thể thua kém đứa em họ của bạn đó, con của gì. Và cuối cùng bạn đó đã bỏ nhà ra đi cách đây một tuần, để rồi bố mẹ bạn đó phải đi kiếm, phải nói rằng thôi con cứ về đi, bố mẹ không ép nữa. Rồi bên cạnh đó có một bạn tôi có một phụ huynh cũng gửi cho tôi một cái thư nói rằng là bây giờ con của em nó không có chịu học gì nữa hết, nó buông xuôi tất cả. Tôi hỏi rằng là ủa có vấn đề gì xảy ra với bạn đó vậy? Thì phụ huynh đã trả lời rằng là em mong muốn con em nó đi vào trường Nguyễn Thịnh Hiền, tức là cũng là một trường chuyên của đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, mà em tạo cho nó tất cả mọi điều kiện, em cho nó thấy rằng là có rất nhiều bạn đã vượt qua được cái ngưỡng cửa đó để vào trường đó, mà trong khi đó những điều kiện của những bạn đó hoàn toàn thua điều kiện của con em, không được đi học bằng con em, không được chăm chút bằng con em, nhưng mà nó cứ nói với em rằng là nó không đủ sức, và tới bây giờ nó tuyên bố là nó buông, bố mẹ thì còn không thể được. Vậy thì chúng ta thấy một điều là gì? Mong muốn của bố mẹ và mong muốn của con cái đã không còn đi chung đường với nhau song song nữa, và đôi lúc đã xảy nảy sinh cái xung đột. Do nhiễu sóng. Vâng, vậy thì tôi chắc tôi phải cắt tắt cái máy quạt. Xin các bạn chờ một chút. Đã được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Cái thứ nhất, cái điều này chúng ta không trách, không tôi không trách bố mẹ nhiều, mà tôi trách ở cái vấn đề là cái truyền thông của chúng ta. Truyền thông của chúng ta đưa lên những cái tấm gương tôi bỏ trong dấu ngoặc kép, đưa lên những tấm gương, và khi đọc về những tấm gương đó chúng ta thấy rằng có vẻ như những tấm gương đó chỉ có thành công và thành công. Và cái cách viết của truyền thông, cách viết của báo chí, cách phỏng vấn xin chào bạn Trang Lê, cái cách viết của cái cách thông tin ở trên các phương tiện thông tin đại chúng đều xây dựng nên một cái hình tượng là những bạn trẻ
không bao giờ biết đến thất bại. Nhưng nếu các bạn chịu khó tìm hiểu một chút, các bạn chịu khó quan sát một chút và các bạn chịu khó nhìn một chút ở phía sau cái hình tượng lung linh đó, các bạn cũng sẽ thấy một điều: những cái bạn trẻ đó cũng có rất nhiều lần mà theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay là té sấp mặt, ngã sấp mặt. Nhưng khi người ta thành công, khi các bạn đó được thông tin trên đại chúng, thì gần như cái yếu tố mà té sấp mặt đó không hề bao giờ được nhắc tới. Và chính vì vậy, đôi khi có những bố mẹ chỉ nhìn vào đó và nghĩ rằng con người ta làm được thì con mình cũng làm được, và con mình phải làm giống như con người ta. Và tôi cũng nói, tôi chia sẻ rất rõ cái vấn đề này. Đó là khi tôi kể về cái chuyện học hành của con trai tôi, thì cũng rất nhiều người hỏi rằng là thầy có thể chia sẻ cái cách làm nào để mà cho cháu nó học như tốt như thế, để em về em áp dụng. Và tôi luôn luôn cười và nói với các bạn đó rằng là không. Thực ra cái có thể thành công với đứa trẻ A, nhưng mà chưa hẳn phương pháp đó thành công với đứa trẻ B, và thậm chí nó còn thất bại thảm hại với đứa trẻ C. Vậy thì để giải quyết được cái nhu cầu đó, xin chào bác Lan Hải. Như vậy thì tôi thấy là gì? Cái nhu cầu của bố mẹ luôn muốn con mình thành công, tôi thấy điều đó là một điều chính đáng, không có gì xấu. Muốn con mình trở thành đạt trong xã hội, điều đó cũng rất là hoàn toàn đúng, chính xác. Chỉ có điều là chúng ta không thể mang một cái khuôn từ cái nhà khác ụp vô cái khuôn của nhà mình. Không thể mang cái khuôn từ nhà bên cạnh, từ nhà hàng xóm, từ nhà bác ba, từ nhà cô tư để ụp về, ụp lên đầu của đứa con của mình được. Bởi vì mỗi đứa trẻ là một vũ trụ nhỏ riêng biệt, và không hề có một đứa nào giống một đứa nào. Thậm chí chúng ta thấy ngay cả trường hợp anh em chị em sinh đôi cũng không thể hoàn giống tân nhau hoàn toàn. Vậy thì tại sao chúng ta cứ mong muốn rằng là mang thêm một cái khuôn, đúc con mình theo một cái khuôn đã có trước, mà chúng ta không hề biết rằng con mình không thể hợp với cái khuôn đó được? Vậy thì cái vấn đề mà chúng ta giải quyết được, đó là chúng ta phải tìm hiểu, phải hiểu được con của mình có sự khác biệt nào với con nhà người ta. Cái này nó đòi hỏi rất là khó ở bố mẹ. Mà cái điều này các phụ huynh, các anh chị, các bạn chỉ có thể thấy được con mình khác con người ta khi các anh chị đồng hành với con em của mình từ những lúc mà con em của các anh chị còn là những đứa trẻ chập chững bước vào lớp mẫu giáo, bước vào lớp 1. Chúng ta phải đồng hành cùng con mình ở ngay từ những cái buổi ban đầu đó, để biết được rằng là con mình nó có gì khác với con người ta. Con mình nó có điểm nào điểm mạnh, con mình có điểm nào là điểm yếu, và con mình có những điểm nào có thể dùng đó làm đòn bẩy để bẩy lên những cái yếu tố khác. Đôi lúc với những thời gian làm trong ngành giáo dục, tôi để ý rằng có những bố mẹ hầu như không hề quan tâm đến cái việc mà đồng hành cùng con trong vấn đề đến trường. Có những bố mẹ nghĩ rằng là tôi lo cho cháu nó ăn uống đủ nè, cháu nó cần học thêm cái gì tôi cho học thêm cái đó nè, cháu nó muốn mua cái gì tôi mua cho nó cái đó, và họ coi như vậy là xong, là đủ. Và họ không hề bận tâm. Đến khi tôi hỏi ngược lại rằng là anh chị có biết rằng con của các anh chị nó có điểm nào giỏi không? Khi nói chuyện với một phụ huynh, tôi thấy phụ huynh đã chỉ thích chê con mình thôi. Con mình hậu đậu, con mình thế này, con mình thế kia. Trong khi đó bản thân em đó ở trường lại là một học sinh có rất nhiều điều thú vị và được các bạn yêu quý. Nhưng mà trong mắt của phụ huynh thì con mình là một cái đứa rất là tệ hại, rất là hậu đậu. Và tôi đã từng hỏi với phụ huynh đó rằng là anh các anh chị có biết được con của các anh chị có đặc điểm gì nổi trội hay không, có năng khiếu gì hay không? Phụ huynh đã ở rồi.
Con Phú nó nói rằng là thầy ơi, em nghĩ là con em nó không có cái gì đâu, thì em thấy nó ở nhà nó bình thường lắm, nó còn tệ hơn cái đứa hàng xóm, tệ hơn cái nhà bên cạnh nữa kìa, và em ở nhà em cứ la nó xuống. Thế tôi nói với phụ huynh đó rằng là thôi được, mời các anh chị một ngày nào đó rảnh, các anh chị tới trường và tham dự một cái giờ học ở trong lớp của con các anh chị, để coi thử xem con các anh chị có phải một đứa như các anh chị đã từng nghĩ hay không. Thì sau khi dựng cái giờ học đó xong, cái vị phụ huynh nó ngạc nhiên lắm, nói ủa lâu nay em ở nhà em không hề biết con em như vậy, và em chỉ nghĩ là cháu nó tệ lắm. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên để có thể giúp cho con mình vững vàng thành công như mong muốn, đó là các chị hãy chịu khó đồng hành cùng với con của mình trước, ngay từ khi con của các chị mới bước chân vào lớp mẫu giáo, lớp 1. Đồng hành, để đồng hành nhưng không có nghĩa là các anh chị bảo bọc, các anh chị luôn luôn làm giùm cho con mình tất cả mọi thứ, không. Hiện nay tôi thấy rằng có rất nhiều bố mẹ, hiện nay tôi thấy rằng có rất nhiều bố mẹ đang quan điểm sai lầm rằng là bảo bọc cho con tất cả mọi thứ. Và các chị nghĩ sao khi hình khi nhìn thấy cái hình ảnh một cái đứa con lớp học lớp 8 to đùng 55 kg, mà khi nó bị sút cái quai giày nó không thể cúi xuống, nó cũng tự cột lấy, mà bà mẹ phải quỳ xuống để mà cột giày cho con. Khi tôi hỏi rằng tại sao chị làm như vậy, tại sao chị làm như vậy, thì phụ huynh nó nói rằng là cháu nó không làm được, tới không chị đứng lên đi và chị hãy để cho bé tự động cúi xuống, cài dây giày đi, cột dây giày đi. Có thể lần đầu tiên bé làm không được, chị chỉ. Lần thứ hai bé làm không được, chị hướng dẫn. Nhưng chắc chắn tới lần thứ ba bé sẽ làm được. Như vậy thì vấn đề đầu tiên tôi nhắc lại, hãy đồng hành cùng con, hãy chia sẻ cùng con, nhưng không phải là làm thay thế cho con. Đó là yếu tố đầu tiên mà chúng ta thấy rằng là tạo cho con em mình cái sự trưởng thành, nhưng không phải là bản sao. Cái thứ hai tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là gì? Các anh chị hãy cho con mình được quyền sai sót, hãy cho con mình được phép thất bại, và hãy cho con mình được phép té sấp mặt, ngã sấp mặt. Các chị luôn luôn đừng có sợ rằng con mình nó thất bại, đừng có sợ con mình nó làm hư hỏng, thậm chí đừng có sợ con mình nó bị té dập mặt. Đôi lúc đó cũng là những cái kinh nghiệm mà các cháu cần thiết phải có trong cái bước đường trưởng thành của mình, của chính bản thân các em. Khi ở trường, khi chúng tôi áp dụng ở trường, chúng tôi cho phép các em được nói lên cái tư duy của các em. Có thể tư duy đó đúng, có thể tư duy đó sai, và chúng tôi luôn luôn khuyến khích. Thì các em, cái phản ứng của các em, cái cách ứng xử của các em nó khác hẳn hoàn toàn trước đó. Các em mạnh dạn hơn, các em tự tin hơn, và các em dám bày tỏ quan điểm của mình trong cái lớp học, trong giờ học đó. Và tôi có thể thấy được một điều là có một cái trường hợp, tôi cũng kể các anh chị nghe luôn, có một trường hợp một em học sinh, em nó có một chút vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhưng khi được khuyến khích nói về cái thành quả của các em làm trong cái ngày Open Day của trường chúng tôi, thì em đã rất vui và em đã nói một cách rất say sưa về cái chủ cái đề tài mà em làm. Đó là cái đề tài nghiên cứu về một cái loại động vật, một con sâu, về một con sâu thôi. Và em đã bỏ ra 3 tiếng để em làm cái đề tài đó, các em trang trí, các em ngồi em vẽ. Và khi được nói lên, các em nói rất là say sưa, và tôi nhìn cái cách nói của em đó, tôi nhìn cái cách ứng xử của em đó, tôi không nghĩ rằng em này đang có vấn đề về mặt tâm lý. Và sau cái buổi Open Day đó, em đã gửi cho tôi một cái mail và em nói rằng là con cảm ơn thầy, con được trình bày cái điều mà con suy nghĩ, cho dù có thể những điều đó không hoàn hảo lắm, và các thầy cô đã lắng nghe cái ý kiến của con. Đây là lần đầu tiên con được lắng nghe, con được tôn trọng, và con rất là mừng khi con nói xong các thầy cô đã vỗ tay hoan nghênh con. Vậy thì các anh chị,
có dám cho con em mình, dám chấp nhận cho con em mình bị làm sai không, tư duy lệch lạc một chút không? Và có dám cho con em mình chấp nhận có một vài lần ngã sấp mặt. Bước thứ hai, điều thứ nhất mà chúng ta đã nói rồi, hãy đồng hành cùng con. Điều thứ hai, hãy dám chấp nhận cho con mình thất bại. Và điều thứ ba, một cái điều cũng rất là bình thường nhưng mà tôi thấy rằng rất rất nhiều bố mẹ kêu rằng không được, tôi không làm điều đó được, đó là các anh chị có dám chấp nhận con mình là con số 0 ở trong một cái tập thể lớp hay không. Ở đây tôi không không có nói xấu về cái cách giáo dục ở trường công. Ở trường công cũng có những cái điều giáo dục rất là tốt, nhưng có một cái điểm mà tôi nhìn thấy ở trường công, đó là đôi lúc ở trường công muốn giáo dục các em đi theo một con đường, đúc thành một khuôn và các em ở trong đó đều rập khuôn giống nhau, từ cách làm bài, từ cách tư duy phát biểu, từ cách trình bày bài, từ cách trình bày vở, vân vân. Và em nào làm ngược lại những điều đó thì bản thân em đó sẽ được rất nhiều giáo viên nhìn với cặp mắt em đó không phải là học sinh tốt, và thậm chí đôi lúc em đó còn bị xếp vào dạng học sinh cá biệt, và đôi lúc em đó còn có thể trở thành học sinh trung bình trong một tập thể toàn là những học sinh khá giỏi. Vậy thì các anh chị phụ huynh của chúng ta có dám chấp nhận con em mình là con số 0 trong một cái môi trường như vậy hay không? Khi các em là con số 0 thì lại có một điều rất tốt cho các em, đó là các em dám làm theo, đi theo cái định hướng của các em, đi theo con đường các em đã chọn, và các em có quyền phát triển tư duy theo cách của các em. Nếu các chị dám chấp nhận con mình là số 0 trong một cái tập thể được rập khuôn như vậy, thì tôi tin chắc chắn nếu các chị đồng hành cùng con, các chị cho phép con mình thất bại và các chị chấp nhận con mình là số 0, thì có thể thời gian đầu cái kết quả các chị đạt được nó không tốt, nó không như mong muốn, nhưng sau một năm, chỉ có thể sau một năm hoặc là cùng lắm là 2 năm, con các chị sẽ nhìn thấy đứa con của anh chị nó trưởng thành hẳn lên, nó lớn hẳn lên và nó có những cái nét độc đáo riêng của nó. Mà chúng ta thấy rằng là gì, hiện nay trong cái thời thế kỷ 21 này, trong nền khoa học hiện nay, thì cái sự khác biệt giữa một đám đông, sự khác biệt tốt, nó sẽ làm cho con các anh chị trở thành cái điểm nhấn trong mắt của những nhà tuyển dụng, của những ngôi trường thực sự là mở, có một cái nền giáo dục mở. Vậy thì với 3 điều tôi vừa chia sẻ với các anh chị, hãy đồng hành cùng con, hãy chấp nhận cho con được sai và hãy chấp nhận con mình là con số 0. Và nếu các anh chị chấp nhận được 3 điều đó thì chắc chắn các chị đã giải tỏa cho con của mình được một cái gánh nặng, đó là con phải giống như ngôi sao A, con phải giống như thần tượng B, con phải giống như con của chú C, và con phải trở thành bản thân, con phải trở thành một bản sao. Và các anh chị biết rồi, đã là bản sao thì nó không thể hoàn toàn rõ nét, sắc nét, tốt và đẹp như bản chính được. Vậy thì bây giờ các anh chị muốn con mình là bản sao hay muốn con mình là một cá thể khác hoàn toàn, độc lập, là một vũ trụ riêng, không giống những người khác? Quyền chọn lựa nằm trong tay của các anh chị. Nhưng đúng rồi, chào cô Mai Loan, chúng ta cô nhắc lại điều đó, tôi vẫn nhớ cái cô bé luật sư ở trong cái phiên tòa của những con búp bê, và cô bé đó đã nói, đã thể hiện rất chững chạc cái vai của vị luật sư, mặc dù tôi biết rằng cô bé đó có vấn đề về mặt tâm lý. Vậy bây giờ ta trở lại với cái chủ đề đó một chút. Vậy thì tôi sẽ nói với các anh chị một điều: đừng bao giờ bắt con mình trở thành bản sao của người khác. Con nhà người ta có thể giỏi về toán, con nhà người ta có thể giỏi về lý, con nhà người ta có thể giỏi về ngoại ngữ, nhưng các chị nhìn lại đi, con các chị có thể giỏi về lĩnh vực bóng đá chẳng hạn, con các chị có thể giỏi về lĩnh vực âm nhạc, con các chị có thể giỏi về lĩnh vực thuyết trình chẳng hạn. Vậy thì các anh chị hãy nhìn con mình độc lập, đừng mang con mình nó phải giống với cái thần tượng là phải giỏi tiếng Anh, giống với bạn ngôi sao kia là giỏi toán,
giống với bạn con của bác A, con của chú C, phải giỏi ngoại ngữ, vân vân. Mà hãy chấp nhận rằng có thể con mình không giỏi những thứ đó, nhưng mà con mình đá bóng hay, có thể con mình đánh đàn giỏi, con mình có thể trở thành một ca sĩ chẳng hạn, ca sĩ nổi tiếng chẳng hạn như vậy. Vậy thì cái quan trọng nhất, các anh chị hãy tạo cho con mình cái nền tảng vững chắc trước. Hãy tạo cho con mình cái nền tảng vững chắc trước. Rồi trên cái nền tảng vững chắc cơ bản đó, không phải nhất thiết là hiểu cao học rộng đâu, chỉ cần nắm được những vấn đề cơ bản mà Bộ Giáo dục quy định. Trên cái nền tảng cơ bản đó, các anh chị cho phép con mình được phát triển độc lập theo con đường của các em mong muốn, và tôn trọng sự khác biệt của con mình với con nhà người ta. Có như vậy, tôi tin chắc một điều, cái mối quan hệ giữa các anh chị với con của mình luôn luôn tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa các anh chị với con của mình luôn luôn là một cái quan hệ thấu hiểu, một cái quan hệ yêu thương, và một cái quan hệ cùng chia sẻ với nhau những khó khăn mà con mình gặp phải trên con đường học tập. Và từ cái sự thấu hiểu, từ cái sự chia sẻ đó, các anh chị có thể động viên con mình và giúp con mình đạt được những thành công mà các anh chị mong muốn. Có lẽ các chị sẽ hơi ngạc nhiên khi tôi trao đổi với các anh chị trong chủ đề tối nay như vậy. Tôi luôn luôn đứng về phía các em học sinh của tôi để nói thay cho các em cái lời mà các em muốn nói với bố mẹ. Xin bố mẹ đừng biến con thành bản sao của ai hết, mà xin bố mẹ hãy tôn trọng, hãy cho phép con được là chính con, được con là thực sự là chính mình, mà con không phải đi sao chép bất kỳ một điều gì của người khác. Các em đã nhắn với tôi như vậy, và tôi cũng xin phép được nói lại với các anh chị như vậy. Và tôi hy vọng rằng trong 25 phút chúng ta trò chuyện ngắn như thế này, chúng ta tám với nhau như thế này, có thể các chị sẽ cảm thấy không vui khi thấy một ông thầy giáo nói như thế, nói rằng là hãy chấp nhận con mình té sấp mặt, hãy chấp nhận con các chị là số 0. Nhưng tôi nghĩ rằng các chị thử đi, các chị thử đi, hãy cho con mình được một vài lần như thế đi, các chị sẽ thấy rằng mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Và có lẽ lúc đó các chị sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc, cái sự vui vẻ của con mình khi các em được sống là chính bản thân mình. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi trò chuyện tối hôm nay với một cái chủ đề không có thú vị gì hết. Và tôi xin chúc tất cả các anh chị một tuần làm việc mới nhiều thành công. Chúc tất cả những các bạn học trò của tôi có theo dõi tối hôm nay có thể nói với bố mẹ mình xem lại video này để đồng cảm cùng chia sẻ với các con về cái mong muốn của tụi con. Và cũng chúc tất cả các bạn lớp 9, lớp 12, tất cả các bạn học sinh bước vào kỳ thi học kỳ với kết quả tốt nhất trong khả năng các bạn có thể đạt được. Xin chào và hẹn gặp lại trong lần sau.